hết nhẹ cho anh em tham khảo, còn là điện thoại làm mạnh nha. Đó, em ru mạnh bền cho anh em để cho anh em đi chơi đi tour đi phượt ha. Thì chào anh em Rim Thái nha, review cho anh em có mình làm cái máy Dinh Thái nha, chạy êm ru luôn nha. Đó. À, xe này là chiếc rim kỷ niệm nha, anh làm máy qua rồi vẫn bị tình trạng là chạy kêu và chạy không ưng ý nha, nó yếu và nó bị kêu máy, em làm lại là full máy Dinh Thái luôn, em liệt kê đồ để cho anh em tham khảo. Đó, anh em mà muốn sơn si dọn kiển làm máy đúng chất Dinh Thái thì ghé bên Độ xem nào. Bây giờ cái máy đang nổ rất êm nha, anh em thấy đứng gần không nghe mấy máy luôn ha, nổ rất thì thầm rất sướng nha. Đó, em sẽ để mic gần để cho anh em cảm nhận tiếng máy luôn. Đó, máy bây giờ nổ rất tròn tua máy, không xào không gợn và không kêu nha, thì thầm mùa xuân ha. Đó rồi, em liệt kê đồ để cho anh em tham khảo, có mình em làm cái máy Dinh Thái luôn. Con này em trẻ máy nè, thay tay gen nha, bạch đạn đi, bạch đạn Nhật Koyo ha. Đó, phần cái dàn nồi này á, thì xe này đi cái nồi bố dáng rồi, em thay lại có mình cái nồi Dinh Thái luôn. Đó, thay nguyên bộ chuông nè, bố bát càng Thái, em không đi bố dáng nha. Và phần cái nồi sau em thay nguyên bộ nhôm hú lớn nè, cặp nhôm nồi 4 bố 3 sắt 4 sau nồi đi full Thái. Phần lòng làm lên là bê tông bạc Dinh Thái nha, bê tông bạc Dinh Thái chạy rất êm rất sướng nha. Đó, dù chạy nóng máy lên là vẫn không bị kêu nha. Đầu em làm lại chiếc xe combo là cặp shop mới nè. Đó, cam cò Dinh Thái nè, đặc biệt Sincam là em dùng Sincam DD Thái. Đó, em canh chỉnh máy lại là ngọt ngào cho anh em luôn. Đó, mai em sẽ kiểm tra lại luôn phần dàn điện cho anh em đó. Dàn điện anh em nào bị lô hoặc bị thay rồi thì em sẽ đi lại cái là dàn điện Dinh Thái vô xe luôn. Đó, giờ máy nổ quá em à, em ru nha. Đó. Thì dàn điện thì em cũng kiểm sơ qua nha. Đó, IC này kia là ok, còn ok nha. Đó. Rồi, em test nhẹ lực máy để cho anh em tham khảo luôn. Máy em làm là bao êm nha, bao êm bao lực ha. Dích lên là có nha. Đó. Êm mạnh bền ha. Đó. Ga nào cũng có nha, mà đặc biệt là trở về cái gan ti là nổ êm ru thì thầm mùa xuân luôn. Đó, không bị tình trạng là kêu hú nha. Cái dàn bộ nồi làm thay luôn, cái dàn bộ nồi là nhập cái hú mới xe luôn. Đó, test nhẹ lần nữa nè. Đó. Êm ru mạnh nè ha. Xăng lửa ngọt ngào cho anh em đó. Anh em Rim Thái mà muốn làm nồi làm máy sơn si dọn kiển thì ghé bên Độ xe Việt Nam. Bên em mà chuyên làm máy Rim Thái nha. Chút nữa sẽ chạy vòng vòng để cho anh em tham khảo cái lực máy luôn và tiếng máy nha. Bao êm bao bực. Rồi em chào anh em. Hết nhẹ cho anh em tham khảo con Rim Thái làm máy nha. Đó, em ru mạnh bền cho anh em để cho anh em đi chơi đi tour đi phượt ha. Quá sướng nha. Đó. Anh em Rim Thái mà muốn làm máy Dinh Thái chạy bốc nhẹ xe bền thì ghé bên Độ xe Việt Nam. Con này em làm cái máy là nhẹ nhàng lướt gió luôn, không có bị tình trạng là bị kêu máy máy nha. Đó, giờ chạy bên ngoài đường là rất êm ru đó, như xe thùng nha. Đó, như anh em mua xe mới đập thùng luôn, quá ok. Em làm full từ A tới Z nè, từ cả phần cái bộ dàn dên nồi đồ lọc ha. Đó, quá sướng. Kéo nhẹ vài đường để cho anh em tham khảo cấu hình làm cái máy Dinh Thái ha, dòng Dinh Thái nha. Đó, chạy rất là nhẹ xe rất sướng nha. Đó, chạy nhẹ xe bền chứ không giống như tình trạng cái máy cũ ha, cũ chạy lì yếu và hao xăng nha. Đó, giờ máy chạy rất sướng ha, nhẹ nhàng lướt gió nha, luôn êm ru đó, quá đã. Xe này là con xe kỷ niệm nha, có hình em làm được máy đúng chất Dinh Thái luôn đó, nổ ấm êm nhẹ xe bền đó. Làm xong sẽ tất cả thực tế để cho anh em cảm nhận máy Dinh Thái luôn đó, kéo là có ra liền nha. Đó, không chờ đợi ha. Rồi, em cảm ơn anh trai Dinh Thái rất nhiều nha.